Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Magic Parker Vlog. Trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua ấy, thì Bảo không có ra video mới được. Tình hình cũng như mọi người cũng đã thấy là chúng ta đang ở trong cái cuộc sống sống chung với dịch Covid-19. Thì cho tới bây giờ cũng giãn cách khá là lâu rồi. Rất là nhiều người cũng đã mắc bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là tình hình nó cũng hơi căng. Người dân hiện tại giờ cũng đang hạn chế ra đường. Ở nhà không thì cũng buồn. Và thật ra thì Bảo ở nhà thì Bảo cũng có cái công việc riêng của Bảo, rất là nhiều việc để mà làm. Ngày hôm nay Bảo làm cái video để chia sẻ với mọi người cái đam mê của Bảo, BMW S1000 RR. Cuộc sống của Bảo cũng bình thường lắm mọi người. Sáng cũng đi làm công ty rồi chiều cũng đi về. Thời gian gần đây thì ở nhà, làm việc ở nhà thôi. Làm việc ở nhà thì Bảo là dân kinh doanh mà. Mà ở nhà thì không kinh doanh, không mua bán được. Lương thì cũng may mắn là được công ty hỗ trợ cho 70%, nên cũng lướt qua được cái cơn đại dịch này. Ông trời cũng cần thương. Còn nói về cái đam mê BMW S1000 RR. Ngày xưa thì Bảo đam mê CBR lắm, CBR 600, CBR 1000, đam mê lắm. Rồi mình đi một thời gian cho tới khi mà mình leo lên được một con BMW S1000 RR. Rồi cái cảm giác nó cực kỳ khác hoàn toàn luôn. Nó phơi không có gì để mà diễn tả được cái độ phê của nó. Phê từ cái thứ nhất là cái tiếng bô, mình chưa nhìn thấy nó mình đã nghe cái tiếng bô của nó rồi. Cái thứ hai là cái mã lực của nó, cái vận tốc của nó. Bảo thì chưa có cơ hội mà lên 299. Nói chung là cũng đi làm rồi, thời gian bận rộn công việc này kia các kiểu, cũng không có cái lúc nào rảnh mà có thể làm được cái gọi là cái đam mê tốc độ 299. Nói chung là vì công việc cuộc sống thôi. Hiện tại giờ thì Bảo chỉ có công việc chính là bán xe, bán đồ phụ tùng. Thì ở nhà những cái đồ phụ tùng như nhớt rồi tay Rambo, cũng cảm ơn anh em nhiều lắm luôn. Về 300 bộ hẳm rài hết rồi, 300 bộ mà còn có 2 bộ thôi mọi người. Set 19 cọc xa, hàng là hàng của Thái. Nói chung là chỉ khác cái logo ở đây, Uriel logo của họ nổi, còn của Thái này giống như họ sơn thôi. Và thêm cái điều đặc biệt nữa là Bảo khi sử dụng cái con ốc này của Uriel nó bị rỉ, còn này nó không có rỉ. Cũng cảm ơn anh em mà trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Bảo, nhờ bạn mà Bảo có thêm kinh phí để mà lướt qua cái cơn đại dịch này. Quay lại cái đam mê mà BMW S1000 RR thì Bảo là mua bán xe mà. Nói chung là mình vô tình mình trải nghiệm được là mình cảm thấy sướng. Mình thật sự, và Bảo nói cái đa số mà những ai mà đã từng lên được một chiếc BMW S1000 RR thì khó lòng mà họ chuyển qua một cái dòng khác. Cái cảm giác nó phê, nó vừa phê, nó vừa sướng. Những bạn mà có cái vấn đề lăn tăn về cái tiếng bô, cái tiếng ồn thì đó là về cái phần bô xe, thì bạn có thể là bạn lên một cái option nào đó, một cái sở thích, một cái loại âm thanh, một cái tiếng bô nào đó mà bạn đam mê. Thế thì bạn chơi cái đó nó đa dạng mà. Nói về âm thanh nó đa dạng, còn cái lực máy. Bentley 32R thì cái điều đầu tiên, như những cái video đầu mà Bảo chia sẻ, là cái âm thanh của nó ngộ lắm. Cái con Bentley này cái âm thanh nó ngộ lắm, nó hai máy mà nghe nó như bốn máy vậy. Lúc đầu mua về cũng chủ yếu là để bán thôi, nhưng mà về sau khi mà mình thấy thích rồi, bắt đầu độ nó lên cái body, cái dàn áo này. Về ngoại hình thì bây giờ như các bạn thấy, từ đầu tới đích ra ngoài, ai mà không biết thì rất dễ nhầm lẫn đây BMW S1000 RR thiệt. Toàn bộ tất cả chi tiết như là cầm di động sport Bảo cũng đã thay vào rồi, có cái thớt bàn thờ chưa thay, còn bộ dàn chân trước của cá cũng có rồi, nhưng mà chưa có thời gian bỏ vô. Mâm trước cũng có luôn, nói chung là đầy đủ full dàn chân trước. Nhưng mà do Bảo thấy cái màu của cây phục nè, cái màu của gách này nó tương đối thì nó giống nhau, nên thấy nó cũng có gì đó nó đẹp đẹp, nó lạ lạ rồi thôi. Mình cũng để với lại thêm cái phần nữa, cái phần đầu xe mình mà chế cháo nó không có kỹ á, thì Bảo cũng đam mê tốc độ,
rồi mình chạy tốc độ nhanh trên đường rồi rủi có vấn đề gì nó cũng khó khăn lắm. Về cái phần mà độ cái con này lên bao nhiêu tiền ấy, thì hiện tại giờ bảo độ cái con này lên á là cũng khoảng 100, gần 130 triệu tiền độ, 130 triệu với cái tiền xe nữa, tiền xe 80 nữa, là tính ra cái con Bentley 302R này nó lên là khoảng 201 mà chưa tính những cái linh tinh vòng vòng nữa thì chắc cũng lên khoảng 220. Còn về nhiều bạn hỏi bảo là độ lên cái body Bentley này thì xe nào làm được, thì bảo chia sẻ với mọi người luôn là xe nào cũng làm được hết, thậm chí giờ RM53 cũng lên được nữa, Phoenix thích cũng lên luôn. Nói chung là bất kỳ xe nào cũng có thể lên được Bentley hết, nhìn rồi lên được cái dàn áo. Mà hỏi cái chi phí mà lên dàn áo là bao nhiêu thì bảo chia sẻ luôn, chi phí mà lên dàn áo không á, nếu mà không có cái này á, hai con mắt này á, nó rơi vào khoảng 25 triệu. Hai cái đèn trước với cái đèn đuôi á làm sao, nếu mà lên mà full giống như kiểu HB4 luôn, bạn lên mà không có đèn á thì nó sẽ rất là rẻ, nó phải chỉ khoảng 25 triệu thôi, và trong đó là đã bao gồm luôn công rồi sơn các kiểu, chế rồi hàng bát này kia các kiểu. Còn như cái con này bảo lên thì nó cũng rơi vào đâu đó khoảng 45 triệu tiền lên. Nhưng mọi người thấy đây cái phần sân châu nè, phần này làm lại hết nè, làm lại hết phần sàn châu, làm đồng toàn bộ nguyên khúc sườn này, thay đổi hết kết cấu sườn, kết cấu đuôi cắt hết, thay đổi hết, chỉ có giữ lại cái cục máy rồi phần trên này là giữ lại thôi, còn lại tất cả mọi thứ. Nói chung là con Bentley này đã đi phẫu thuật thẩm mỹ qua tay, hay nói tới cái phần sau full diện chân sau của Bentley 1000R, cái này bỏ cái kịch cái là vô thôi, có ốc cốt cái nằm này nó chính xác ở chỗ này, thả kịch cái là vô vừa thích luôn mọi người. Bánh hiện tại đang đi Dallo Super còn sao này, ông anh ổng mới cho bảo cái cặp vỏ này size 19 nha mọi người, size 19 full. Cái dàn áo này á, lên con Bentley 302R thì bảo tốn khoảng 45. Còn riêng cái full cái dàn chân sau của cá này, tính từ cái gấp này là 7,5 triệu nè. Nếu anh em mua ngoài nó khoảng 7,5 triệu, mâm đâu đó nó khoảng 15 triệu. Rồi sơn, đĩa, heo, bát, ốc, cái thứ. Phần này quan trọng nha anh em, không có này là không lắp được đâu nha anh em. Này lên hết full cái dàn chân sau nó khoảng 30 vỏ nữa. Mấy anh em lên mà không có vỏ là sao chạy, bảy mấy triệu rồi làm máy, làm đồ, rồi canh chỉnh, làm đồng các thứ. Hiện tại giờ độ vô con này rất là nhiều rồi, bảo mua bán xe nhưng mà hiện tại giờ không còn con bên đất nào ở nhà hết. Một phần nữa do vợ cũng không có thích chơi mô tô, với bà nhà bà cũng không có thích vợ mua bán phân khối lớn, nói chung là bà không có thích cái tiếng ồn của mô tô á, nên cũng khó chịu lắm, nhiều khi cũng phiền lắm, hai chồng cứ gây lộn nhau về cái vấn đề này hoài. Thì thôi bảo mua bán ngoài, xe cũng để ngoài. Hiện tại giờ là đang còn hai con BMW màu đen 28 của Thái, một con Odo 16.000 với một con Odo 26.000. Hai con này đang bán độc giá là 539 triệu. Bạn nào có nhu cầu, anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ comment hoặc để lại tin nhắn bên dưới thì Bảo sẽ trả lời anh chị nhé. Bảo cảm ơn. Hiện tại nhà là chỉ có con Bentley này thôi, nhưng mà người thấy cái nhà của Bảo cũng nhỏ, đi mấy bước hết cái đường này. Ngày xưa Bảo với Bình Dương, cái nhà dưới Bình Dương nó cũng rộng hơn cái nhà này rất là nhiều, khoảng gấp 6 lần so với cái nhà này. Rồi thì cuộc sống thôi, mình đi làm một ngày, mình làm việc ở trên Sài Gòn, mình cứ đi về, ngày nào cũng 67 cây, đi về là cũng 120 mấy cây, 130 cây, chưa tính đi ăn đi uống đi vòng nữa. Nhiều khi chạy công việc nữa, cứ sáng sớm là bước ra khỏi nhà xong rồi tối mịt mới về. Cả nhà Bảo mới là bạn bán cái nhà với Bình Dương đi để mà lên cái nhà ở trên Sài Gòn.
thì lên nhà trên Sài Gòn đi làm nó cũng gần hơn được nửa tiếng, nói chung là cũng có thêm thời gian để mà nghỉ ngơi. Với thêm cái phần chính nữa là ba của Bảo bị ốm. Bây giờ thì người lớn tuổi nè, có bao nhiêu tiền dồn vào 3S rồi, chứ cũng không có dư giả gì nhiều. Nói chung là cũng rất là may mắn, cũng rất là cảm ơn anh em trong suốt thời gian gần qua. Hôm nay YouTube cũng 458 bạn rồi, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ. Nhờ vậy mà Bảo có thêm cái điều kiện để mà mua thuốc thang cho ba, rồi cũng nói chung là lay lất qua được cái cơn đại dịch này. Tới giờ thì cũng chưa có gì phát sinh đâu, mà cũng rất là cảm ơn. So với nhiều người ngoài kia thì họ đang rất khổ. Bình xăng này chắc cũng cả chục. Nguyên nhân mà làm cả chục thì cũng do lúc đầu ham rẻ thôi. Bỏ làm cái bình xăng này, lần này lần thứ 2 mới ra được cái bình xăng của BMW Đức tổng thể. Đây cầm tay nè mọi người, cầm tay của Thái xài được nha, xài cho 2 heo 4 bít ok. Kính rồi, chắn gió rồi, đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Thế thêm cái phần quan trọng nữa là biển số xe của con này nó đẹp với Bảo thì cũng có một tí gì đó, nó may tính dự đoan một xíu. Nói chung thì mình có cái số nó may mắn thì mình làm việc nó cũng sẽ dễ dàng hơn, đỡ hơn, nó đỡ, nói chung là nó đỡ cực hơn cái cuộc sống mình, nó cũng đỡ khổ hơn. Đây cầm tay bình dầu lớn lắp vào xe. Căn nhà lấy dựng luôn, mình bán rồi mình sử dụng luôn. Nói chung là xài được mới dám bán cho anh em, chứ hàng mà xài không được thì anh em đi có vấn đề gì thì nguy hiểm, người bán thì cũng hối hận lắm. Thật tình là thế. Khi mình bán mình có cái uy tín, mình làm ăn sau này nó cũng dễ dàng hơn. Thì Bảo chỉ chuyên nhập những cái đồ Thái về để mà kinh doanh thôi. Đồ Thái đồ ý thì Bảo order theo nhu cầu, còn đồ Mỹ thì anh nào có nhu cầu thì cứ order Bảo. Hàng bột mâm to, bô cũng một phần titan. Cái này là Bảo làm bên anh Tiểu Bô Tân Phú. Hàng bộ lon này là từ bên trong cho tới bên ngoài titan hết. Này uống cái tiếng nghe nó cũng lực lắm. Cái này là bô 60 đó, kêu buộc Bảo mới làm thêm kêu buộc. Ở nhà mà, ở nhà dịch quá, ở nhà có thời gian rảnh thì mình có thời gian mình xiết lại ốc, mình canh chỉnh đồ. Có toàn bộ những ốc này ở nhà Bảo tháo ra hết. Lúc mình đi lắp bên dàn áo này, Bảo làm bên kỳ chế mũ. Những ốc này về Bảo lắp lại hết, xiết lại cho nó cứng, nó chắc. Phun về không sao. Heo của cá, đĩa của cá, mâm của cá, còn luôn cái ABS này. ABS này giờ Bảo sửa lại thành công tơ mét. Thì 302R phiên bản này nó vẫn chưa có ABS. Phiên bản mới thì nó đã có rồi, còn phiên bản cũ nó vẫn chưa. Còn Bentley mới ra dòng Sport của những Bentley. Này cầm ghi đông này Bảo hạ xuống một tí thôi, còn thay vô cầm Sport chạy đúng cùng Sport luôn. Chạy Sport riết á, nhiều anh em lúc mà chưa có chạy thì sẽ than nó mỏi, nó nhức, nó đau là thiệt. Còn riêng đó giờ thì Bảo đam mê Sport, chạy Sport riết mình quen rồi.
riết mình quen với cái nhà á, nhà không mà xem để lâu quá mình không chạy anh em, mấy cái cặn trong xăng này kia rồi nó xuống cái bình xăng mình rồi nó nghẹt rồi xe rồi không xuống xăng hay sao đó, mốt mình đề máy nó không lên, hết dịch rồi đề máy không lên rất nguy hiểm lắm anh em, nên xe mình để nhà mình đề máy cho nó nóng máy một tí rồi mình tắt máy cũng được không sao, để cho xuống xăng chứ cái tiền mà đi xúc bình xăng rồi rửa bình xăng rồi nói chung mà tháo xe ra nó tiền nó cực lắm. Cái này cứ ở nhà mình đơn giản thôi. Ok rồi, khoe với mọi người cái tiếng của cái con Bentley 3-2 rồi nhé. Chia sẻ mọi người về cái tiếng của cái con Bentley 302 này, thì đó là cái lý do mình vì sao Bảo thích với lại Bảo dùng tâm huyết của độn. Thì cũng vì như Bảo nói lại, đam mê bên đứt đến ngàn RR, xe biển số đẹp, làm ăn được, may mắn, tài lộc. Chúc mọi người cái mùa dịch này thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, cũng như là có thêm cái nhiều cái niềm tin để mình có thể mình lướt qua cái đại dịch này. Thì những anh em nào có đam mê mô tô, đam mê phân khối lớn thì bây giờ tình hình là nó khó khăn lắm, nhưng mà không sao đâu, hết dịch làm lại từ đầu, mọi chuyện chỉ là bắt đầu thôi, quay lại từ đầu thôi. Cũng hy vọng ngày nào đó mấy anh em mình với anh em biker có cơ hội gặp nhau trao đổi, cũng như chia sẻ về cái đam mê mô tô của mình.
bỏ làm video cũng lâu rồi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong cái video sau. Rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ quan tâm Bảo tới thời điểm này. Bảo cảm ơn.